về bạn Ánh nhỉ? Bạn Ánh là bạn Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Đúng không? Học ở lớp ta được 2 năm. Bạn Ánh thì không có được ngoài cái gì ngoài sáng 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 được không còn. Nhưng mà tính cách của bạn Ánh thì cũng hơi kiểu khó chịu á, nhưng mà khó chịu lắm. Ai cũng ghét nhưng mà không muốn nói ra, nhưng mà chị mình nói luôn á. Nhưng mình ghét nhất là tao đi. Biết là mày khó số. Let it play, baby.
complicated. You lose your mind just to change it, and tomorrow you'll regret it. But until the morning, dance with me, baby, take away the pain. Dance with me, baby, you can lead the way. Dance with me, baby, a cure for the heartbreak. Dance with me and let this old record play. Let it play, baby. Bạn Ánh là bạn Nguyễn Thị Ngọc Ánh, đúng không? Học ở lớp ta được 2 năm, à, đó là học với các bạn là 2 năm, còn học với Quyết là bao nhiêu không biết, nhưng mà cũng đâu rồi. Bạn Ánh thì không có được ngoài cái gì, ngoài sáng nữa không cần, nhưng mà tính cách của bạn Ánh thì cũng hơi kiểu khó chịu lắm. Ai cũng biết nhưng mà không muốn nói ra, nhưng mà như mình nói luôn đó. Nhưng mình ghét nhất là tao gì? Ghét nhất thì không phải mặt Ánh vô. Lẽ bạn bè mấy năm mà đi nói ra thế ngại. Nói luôn đi. Bạn bè chẳng qua với gì mình nói đấy, để cho có thử anh ra răng. Mà anh đã nói rứa rồi, đã biết tính cách anh ra răng rồi, con gái gớm mà. À, còn bạn gái tính cách phải dịu dàng, đàng hoàng. Như ai? Nó bùng nổ hơn bom rồi. Thế phải như... Linh chẳng hạn nè. Đó, công tào ngô đấy này. Công chung này, ghét thì ghét ai thôi, ghét Ánh thôi, nhưng mà... Bạn bè học chưa thôi, có bị còn 2 tháng nữa, chịu khó cố gắng răng thì... Còn sống nữa thôi, nên là... Còn sống thì... Sống đang cho bạn bè thoải mái đi. Trước tiên thì cảm ơn các bạn. Thật sự là những năm vừa qua, 3 năm Quỳnh làm bí thư thì các bạn giúp đỡ rất nhiều để hoàn thành mọi việc. Thì đến hôm nay thì coi như là cái nhiệm vụ của bí thư của Quỳnh là hết rồi. Học 3 năm là mong các bạn hiểu là tính của Quỳnh thẳng thắn, nên là nói hết thì thôi, nói chung là không để bụng gì cả. Nên là mong các bạn thông cảm, vì là cũng vì nhiệm vụ mà cũng không phải nhiều lúc đón tiếp với cả nước. Và còn 2 tháng nữa thì bắt đầu chia tay cái cuộc đời học sinh, đúng không? Thì cả lớp ta cố gắng hết sức nhá, để mà đậu tốt nghiệp 100%, không ai ở lại. Cái nữa là nguyện vọng cuối cùng ạ. Ở lại sang năm kỳ cho vui. Tại vì là khi mà đi đăng ký nguyện vọng á, thì thầy Đông có hỏi Quỳnh một câu chân thành là lớp có đảm bảo với thầy là đậu tốt nghiệp 100% hay không. Thì Quỳnh đảm bảo á, nên là các bạn mong các bạn 2 tháng nữa các bạn cố gắng học tập, tập trung chú ý để học tập. Bởi vì một tấm bằng cấp 3 các bạn không nhận được thì thật ra thì 3 năm cấp 3 là lãng phí tiền của bố mẹ thứ nhất, công sức các bạn thứ hai. Nên là mong các bạn cố gắng nhá. Có ai có ý kiến gì về Quỳnh không thì mong mọi người có ý kiến đi. 3 năm cấp 3 là trôi qua rất là nhanh, nhưng mà thông tin đã đến thời điểm hiện tại thì mới thấy là đúng là sự thật. Mới nhìn lại là mới thấy vô năm lớp 10 là còn ngu ngu ngơ ngơ chẳng biết ai, mà giờ ra cuối cấp này rồi, còn mỗi có 2 tháng ở bên nhau nữa thôi. Thì không có gì hơn thì mong là 2 tháng sau cùng này thì mong các bạn sẽ cùng nhau đoàn kết để cùng nhau học tập phấn đấu. Thứ nhất là đậu tốt nghiệp, rất mong là lớp ta là 100% các bạn đậu tốt nghiệp. Và có những bạn thì có ước mơ đến học đại học hay là cao đẳng, thì cũng chỉ mong các bạn làm sao có thể có một kết quả tốt nhất vào trường đại học các bạn mới ước. Hoặc là những bạn mà có ước mơ khác, các bạn muốn trải qua nhiều cái khó khăn vất vả hay là những cái thăng trầm của cuộc đời, các bạn sẽ trải đời, gọi là trải đời ấy, các bạn ra làm, ra học nghề hoặc là đi làm luôn, thì mong các bạn sẽ có cho mình một lựa chọn đúng đắn về nghề nghiệp hay là con đường mình đi tới, thì kết quả cuối cùng cũng là đích đến của điểm thành công, thì mong các bạn sẽ chạm được đến nó. Và không có gì hơn thì lời nói cuối cùng thì xin được cảm ơn các bạn. Mong những điều tốt đẹp nhất đến với các bạn.